Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 5 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Phú Trọng có phạm tội không tố giác tội phạm khi cho người hối lộ mang tiền đi về. Sáng ngày 1 tháng 2 năm 2021, tại cuộc họp báo thông tin về kết quả Đại hội 13, Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng kể với báo chí rằng có người hối lộ xách vali tiền nữ Ủy ban Kiểm tra Trung ương biếu xén lấp liếm. Tôi nói với cán bộ kiểm tra anh mở vali ra để xem là cái gì. Mở ra thì thấy tiền đô la. Tôi bảo giờ anh khóa lại, lập biên bản, anh ký vào đây rồi anh xách vali về. Đây là hình ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc họp báo ngày 1 tháng 2 năm 2021. Theo ông Nguyễn Phú Trọng, việc đấu tranh tham nhũng rất khó khăn, phức tạp. Nếu không có bản lĩnh, dũng khí, tình cảm chân chính thì không thể làm được. Nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Trung ương Vũ Quốc Hùng cũng bày tỏ quan điểm của mình với báo chí trong nước rằng nhiệm vụ của những người đứng đầu là phải chọn được những cán bộ tử tế, còn người đứng đầu là kẻ tham nhũng thì chọn quân cũng như vậy. Kẻ đem cả vali đô la đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để biếu xén, vô liêm sỉ, rất trắng trợn. Đối với câu chuyện mà Nguyễn Phú Trọng vừa nêu, có người cho rằng ông Trọng kể ra để lấy điểm, chứ sự thật không thể có chuyện đó. Có người thì lại khẳng định chuyện này có thể xảy ra vì nó đã từng xảy ra. Vì sao lại có chuyện một người dám mang cả vali tiền đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan tham mưu tối cao của Đảng về vấn đề kiểm tra và kỷ luật trong Đảng để hối lộ trước mặt ông Tổng Bí thư như vậy? Nhà báo Võ Văn Tạo đã nêu ra quan điểm của mình như sau. Mặc dù nó có vẻ trắng trợn là đem đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, nhưng nó thực tế chứ ông Trọng không dám bịa ra chuyện ấy đâu. Bởi vì chắc chắn chuyện này nhiều người khác làm việc trong ủy ban cũng biết, chứ không phải chỉ mình ông Nguyễn Phú Trọng. Nếu ông bịa ra thì ông sẽ mất uy tín với thuộc hạ của ông. Trước đây ông Lê Khả Phiêu cũng từng kể câu chuyện tương tự như vậy. Là người từng làm công tác xét xử trong vai trò bồi thẩm đoàn khoảng chục năm nay, tôi thấy với sự việc như thế này mà ông Trọng và những người trong Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ yêu cầu người mang vali tiền đến hối lộ, ký vào biên bản chứ không thông báo để khởi tố bắt giam. Như vậy là có dấu hiệu vi phạm tội không tố giác tội phạm. Vào hồi tháng 5 năm 2005, trong lần trả lời phỏng vấn của truyền thông nhà nước về tỷ lệ tham nhũng hối lộ, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu khi đó cũng đã kể câu chuyện tương tự. Ông cho biết lúc ông còn làm Thường trực Bộ Chính trị thì ông nhận thấy chuyện đưa hối lộ là tự nhiên, chuyện nhận là bình thường. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Riêng ông đã có lúc người ta đưa hối lộ bằng cách để bó hoa có 5.000, 10.000 đô la trên bàn rồi ra về. Tuy vậy, ông chỉ gọi lên cảnh cáo, nhắc nhở, bảo đem tiền về mà không làm lớn chuyện vì ông muốn giáo dục từ bên trong. Ít nhất là đã 15 năm trôi qua kể từ câu chuyện của ông Lê Khả Phiêu kể, nạn tham nhũng hối lộ tại Việt Nam ngày càng trắng trợn hơn mà không nói ra thì không ai biết, như câu chuyện của Nguyễn Phú Trọng vừa đưa ra. Luật sư Đặng Đình Mạnh đã nói về tính pháp lý trong câu chuyện này như sau. Tôi hy vọng đây là câu chuyện làm quà, tức là nói cho vui. Chứ nếu đây là câu chuyện thật thì có khá nhiều vấn đề được đặt ra. Thứ nhất, nếu vali có số tiền là đô la có giá trị lớn thì chắc chắn người có hành vi hối lộ đó có thể chịu hình phạt tới mức tử hình chứ không phải là chuyện đùa. Rõ ràng hành vi hối lộ vào số tiền đó là tang vật của một vụ án. Tang vật đó phải được giữ lại và xem xét vụ án đó thì chắc chắn số tiền này phải bị tịch thu xung công quỹ. Không có chuyện trả lại cho người ta xách về. Thứ hai, nếu thật sự có cách xử lý lúc đó là lập biên bản rồi cho người ta cầm vali tiền về, thì những người biết việc này mà không tố giác hành vi thì những người đó đều phải chịu tội. Đó là tội hình sự, không tố giác tội phạm. Sau khi câu chuyện có người đem vali tiền đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương hối lộ được chính ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kể ra, người ta cho rằng ít nhất ông Nguyễn Phú Trọng đã vi phạm pháp luật khi không tố giác tội phạm bằng chứng hiển nhiên. Theo pháp luật Việt Nam, không tố giác tội phạm được hiểu là hành vi không báo cho cơ quan thẩm quyền về một trong các tội phạm mà mình biết rõ là đang được chuẩn bị hoặc đã được thực hiện. Đây là hình ảnh ông Đinh La Thăng bị dẫn giải ra tòa vào năm 2018. Người phạm tội không tố giác tội phạm sẽ bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, được quy định tại Điều 390 của Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung vào năm 2017. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga nhận xét rằng ông Nguyễn Phú Trọng đeo câu chuyện này kể về với mục đích để khoe thành tích trong sạch của mình, nhưng vô hình chung lại tự vạch ra chuyện mình không thực hiện luật pháp nghiêm minh.
tiến sĩ Nguyễn Quang Nga nói tiếp. Ông Trọng đã nói ra toàn dân biết thì dân phải hỏi ông Trọng là cái kẻ mang tiền đến hối lộ đó là ai và sẽ bị xử xử như thế nào. Tức là bây giờ có cơ quan công an và tòa án hay viện kiểm sát phải hỏi ông Trọng là tên mang một vali tiền đến hối lộ cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đó là ai và phải khởi tố ngay kẻ gây hối lộ. Đồng thời trừng trị những kẻ đã bao che hoặc ỉm đi chuyện này từ bấy đến giờ. Chắc kẻ hối lộ là quan chức cấp cao quá của Đảng Cộng sản Việt Nam nên ông Nguyễn Phú Trọng không dám nói ra. Theo luật sư Đặng Đình Mạnh là người chứng kiến việc này thì ít nhất ông Trọng phải nhân chứng là sự việc lại. Luật sư Mạnh đặt câu hỏi, sau khi sự việc xảy ra như vậy thì cơ quan chức năng có xử lý hay không? Ông Trọng và người chứng kiến có tố cáo hành vi đó với cơ quan pháp luật hay không? Trong một xã hội pháp quyền, không một cá nhân tổ chức nào được phép đứng trên pháp luật. Pháp luật mỗi quốc gia cũng không thể đi ngược với thông lệ quốc tế được. Tuy vậy, ở Việt Nam, sự độc lập của ba nhánh quyền lực bao gồm lập pháp, hành pháp và tư pháp chỉ mang tính hình thức nên đã nảy sinh ra rất nhiều vấn đề phức tạp và không minh bạch. Ông Nguyễn Phú Trọng được dư luận trông đợi sẽ về nghỉ hưu khi mà cấp dưới hết tranh cãi với nhau đủ lâu để có thể đồng ý với nhau về cách thay thế ông tốt nhất nhằm gỡ thế bí nhân sự cho Đảng. Trước Đại hội 13, tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm trong một bài báo viết cho BBC cũng nhận xét rằng người mà ông Nguyễn Phú Trọng đang đi tìm là chính ông, một chỉ dấu cho thấy sự bế tắc trong việc chuyển giao quyền lực ở thời điểm này. Chỉ có một mình ông Nguyễn Phú Trọng đang đi tìm ông Nguyễn Phú Trọng và càng loay hoay tìm người kế vị, ông chỉ nhìn thấy chiếc bóng của mình, tiến sĩ Liêm đã viết. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong lễ bế mạc Đại hội lần thứ 13. Tại cuộc họp báo sau phiên bế mạc Đại hội lần thứ 13 vào sáng ngày 1 tháng 2, ông Nguyễn Phú Trọng cảm ơn báo chí chúc mừng ông tái đắc cử chức vụ Tổng Bí thư. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ trong cuộc họp báo ngày 1 tháng 2 rằng ông đã báo cáo về tuổi cao, về sức khỏe không tốt lắm và xin nghỉ. Thế nhưng, đại hội bầu là đảng viên nên ông phải chấp hành. Ông Trọng nhấn mạnh rằng, tôi chỉ là một cá nhân làm tốt hay không là cả tập thể trên dưới một lòng. Ông Trọng khẳng định thêm rằng, tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhà báo Võ Văn Tạo vào tối ngày 1 tháng 2 từ Nha Trang cũng lên tiếng với đài FA rằng, những chia sẻ của ông Nguyễn Phú Trọng về việc ông được chọn bầu vào nhiệm kỳ thứ 3 là lời thanh minh, thanh nga, không hợp lý và không thuyết phục. Về công tác cán bộ, ông Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư thì ông phải trực tiếp lo về công tác tổ chức. Công tác tổ chức bao giờ cũng do người đứng đầu của cấp ủy Đảng phải có bồi dưỡng nguồn, giới thiệu, phát hiện nguồn, mà nguồn đó phải được tập thể Đảng tín nhiệm. Trước khi ông Nguyễn Phú Trọng trở thành Tổng Bí thư thì ông Trọng có 2 nhiệm kỳ đứng đầu ở Quốc hội, và tức là ông Trọng ở Bộ Chính trị khá lâu rồi, thì ông không lạ gì về đội ngũ cán bộ cấp dưới quyền của mình. Thế thì tại sao lại không tìm chốt được một người có khả năng thay thế ông lúc nghỉ? Bây giờ nếu ông giải thích do Đại hội Đảng tín nhiệm bầu thì ông điều đó có nghĩa là những người kế cận của ông không được tín nhiệm. Tôi cho rằng điều ấy là rất dở. Lý giải về điều ông Nguyễn Phú Trọng cho rằng kết quả tốt là do tập thể, không phải do cá nhân, nhà báo Võ Văn Tạo nhận xét đây là thêm bằng chứng cho thấy việc tái đắc cử của ông Nguyễn Phú Trọng càng không hợp lý. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa 13. Thứ hai nữa, bình luận ở một góc độ khác, giả sử ông Nguyễn Phú Trọng tạm gọi là người uy tín nhất ở trong Đảng đi chăng nữa, thì vai trò của ông Nguyễn Phú Trọng cũng không hẳn là không có ông, thì việc điều hành của Đảng Cộng sản Việt Nam không thể thực hiện được. Điều này có thể liên hệ với ngày trước, vì rõ ràng trong ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam có ông Hồ Chí Minh là Chủ tịch Đảng. Ông Hồ Chí Minh được tín nhiệm cao hơn người khác về uy tín và tài năng. Thế nhưng khi ông Hồ Chí Minh mất vào hồi năm 1969, thì công việc đấu tranh thống nhất đất nước vẫn thành công và kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đâu có phải là ông Hồ Chí Minh mất thì sự nghiệp cách mạng bị gãy giữa chừng. Vì thế tôi cho rằng việc ông Trọng trụ lại là không hợp lý và là cách lý giải đó cũng không thuyết phục. Giáo sư Nguyễn Đình Cống, một nhà quan sát tình hình Việt Nam và theo dõi sát sao Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 13, trong cùng tối ngày 1 tháng 2 đã nói với đài FA rằng ông khá là ngạc nhiên khi đón nhận thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục nhiệm kỳ thứ 3 vì có sự bất thường khi chiếu theo quy định của điều lệ Đảng. Tại vì tôi tưởng rằng người ta phải thay đổi, sửa đổi điều lệ Đảng rồi mới có thể cho Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư. Ngạc nhiên là vì người ta không thay đổi điều lệ Đảng mà người ta vẫn bầu ông Trọng làm Tổng Bí thư như thường lệ. Thế thì như vậy
rõ ràng là vi phạm điều lệ. Ông Trọng có thể tiếp tục làm Tổng Bí thư sau khi thay đổi điều lệ, bỏ một câu ở điều 17 quy định Tổng Bí thư không làm quá hai nhiệm kỳ. Thế nhưng người ta đã không đổi, không sửa điều lệ này mà vẫn cứ bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư. Không hiểu ở đại hội người ta nói như thế nào về việc này, tôi thì nhận thấy rằng có cái điều gì đó rất lạ lùng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Sáu ngày 5 tháng 2 năm 2021 với bản tin Nguyễn Phú Trọng có phạm tội không tố giác tội phạm khi người hối lộ ra về hay không. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.